Đây là khuôn viên không gian của nhà ông anh. Đấy, mới được xây dựng cuối năm 2020. Đây là ngôi nhà. Không gian thì cực kỳ là tuyệt đẹp. Phía trước là một cái bãi đất. Đấy, nhìn view ra cái hồ. Hồ để các cái những cái dụng cụ, những cái vật chất làm ăn của anh ấy. Nhưng còn bên trong là một khuôn viên, là một cái ngôi nhà. Đấy, đã được xây dựng, mới xây dựng, chưa sơn, đang chờ sơn. Tường rào khuôn viên này đẹp tuyệt vời, cây sung đẹp chưa, thế hình rồng. Thế rồi là cửa cổng đều là làm thiết kế, đều có các cái hoa văn như này, cực kỳ là tinh xảo và đẹp. Đi chưa?